Quý cô chú anh chị ơi, thì bây giờ là 15m đang có mặt tại mộ của thầy Minh Thiện nha. Thì hồi nãy là cũng lau mộ cho chú Linh xong rồi. Thì thường là lau mộ xong thì các anh em sẽ ra về ha. Nhưng mà hôm nay không biết sao thì 15m lại chạy lên đây để mình thắp hương cho thầy đi. Thắp hương cho thầy xong rồi mình đi về nha. Đó thì trên đây phải nói rất là lạnh lẽo bà con ơi, nhưng mà các cô chú các chị thấy ở đây chúng ta cũng đã thấy nhang 24 giờ ha, cũng đã được thắp anh nè. Có ba cái cây nhang lớn với là một số nhang khác, có lẽ là bà con cũng vừa thắp ha. Thì bây giờ để mình làm hết, để điện thoại ở đây để thắp hương cho thầy Minh Thiện nha. Thank you.
che nước này sao ta? Hai mẹ con cũng lên thắp hương cho thầy ha. Ba mẹ con. Đó thì nãy giờ thì mình làm hết cũng đã thắp hương cho thầy, nói chung là cũng dọn sơ cái bàn thờ đi. Thì như các cô chú anh chị thấy là bê tông hồi sáng là bên phía nhân viên của Hoa Viên người ta đổ ha. Bây giờ nó cũng như là khô cứng lại rồi. Đó. Tầm khoảng chắc là 3-4 ngày á là nó sẽ cứng cứng luôn ha. Thì thường ở Hoa Viên á người ta sẽ khi mà đổ bê tông người ta sẽ chừa là một cái lỗ âm dương. Đó, cái lỗ âm dương ha. Và khi mà ráp mộ xong á thì cái lỗ âm dương nó sẽ hông thẳng lên. Đó, và người ta sẽ trồng ở trên lỗ âm dương là những cái cây lẻ bạn hay là những cái cây bông trang gì đó. Nhưng mà ở đây mình làm mới thấy là đa số là người ta trồng cây lẻ bạn là nhiều. Đó, trồng cái cây bông trang á, cái cây bông trang thì cái mấy con hươu con nai nó cũng thích nó ăn lắm. Đó, cho nên là đa số là trồng cái cây lẻ bạn nha. Ở đây thì đối với huyệt mộ của thầy Minh Thiện á thì mình làm mới thấy hình như mộ của thầy rất là to nha. Bề ngang là như là 2m, bề dài là 4m. Đó. To bằng cái ngôi mộ đó luôn bà con. Nó sẽ theo cái khuôn khổ của những cái ngôi mộ xung quanh. Đó, như các cô chú anh chị thấy thì không chỉ là khán giả mà các anh em YouTuber ở mộ chú Du Linh vẫn rất là quan tâm. Vẫn sáng cũng như là chiều, trưa hay lên thắp hương cho thầy Minh Thiện. Đó. Cho nên là mộ của thầy mặc dù mới mất nhưng mà rất là nhiều hương khói nha. Ở trên bàn thờ chúng ta thấy bây giờ cũng đã có đèn cầy nè, rồi một bát hương đó, rồi nhang rất là nhiều luôn, hoa nữa, có trái cây nữa. Đó. Ở bên đây thì có một giỏ giỏ hương, hương nhang hương á. Đó. Khán giả mua rất là nhiều luôn nha. Thì như các cô chú anh chị biết, hôm qua là ngày 9 tháng 6 thì bên gia đình cũng đã an táng thầy Minh Thiện tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Đây chính là vị trí mà an táng của thầy Minh Thiện nha. Đó, thì chiều nay mình làm ở Bình Dương sau khi mà dọn dẹp ở mộ chú Du Linh xong á thì rồi ơi giỏi kìa. Có hay theo dõi thầy Thích Minh Thiện không? Ở trên đây buổi chiều và mũi nhiều bà con ơi. Giờ là cái mùa này là mùa mưa ha. Mùa mưa rậm rạp, cây cỏ nó xum xê trên mũi rất là nhiều luôn. Cho nên cũng quay không có nhiều được cho bà con cô bác nha. Đó, quay cập nhật như vậy thôi để bà con cô bác có thể là xem được nha. Rồi đến đây thì mừng lắm hết, Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, với cô chú, anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ mừng lắm hết Bình Dương nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.